Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia thì công bố mới đây, thì năm 2023 thì tổng số khách du lịch quốc tế năm nay ước đạt là 12,5 triệu lượt. Vượt xa con số đặt ra hồi đầu năm nay là vào khoảng 8 triệu lượt. Ở lượng khách du lịch nội địa ước đạt là 108 triệu lượt và vượt 5,8% so với kế hoạch đầu năm. Và rõ ràng tuy đã có những bước phục hồi sau đại dịch nhưng mà thực tế thì những năm vừa qua thì các công ty lữ hành Việt Nam vẫn đang gặp không ít những khó khăn thách thức. Việt Nam của chúng ta đã hoàn thành mục tiêu đặt ra và đạt được nhiều giải thưởng quốc tế nhưng mà cũng theo nhiều chuyên gia rất khó để có thể nói là du lịch năm nay đang thành công rực rỡ. À, vậy thì câu chuyện này thì được hiểu như thế nào? thì hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay Trịnh à, Nguyễn Diễu Linh là chuyên gia về du lịch và xin được cảm ơn chị đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Xin chào anh ạ, à, xin chào các quý vị đang theo dõi chương trình chào buổi tối là một góc nhìn của một chuyên gia thì chúng ta đang bàn luận về cái thời điểm khi mà năm 2023 du lịch sắp qua đi và chúng ta nói nhiều về cái việc mà năm nay đánh dấu một cái sự hồi sinh của du lịch sau những cái khó khăn những cái rào cản của đại dịch covid 19 thì vậy thì chị nghĩ sao về cái bức tranh tổng thể của du lịch Việt Nam trong năm 2023? Vâng, à, xin được trả lời câu hỏi của anh ạ. À, thực tế thì du lịch Việt Nam năm 2023 gọi là năm tái cơ cấu thì sẽ là chính xác nhất bởi vì sau 2 năm mà nghỉ dịch ấy, thì đã có rất là nhiều thay đổi. Thay đổi ở thói quen tiêu dùng tiếp cận của khách hàng, thay đổi ở những cái mô hình dịch vụ và thay đổi cả ở những cái người làm dịch vụ trước đây nữa. Ví dụ như là ở người làm dịch vụ thì có rất nhiều người đã không thể duy trì nổi và đã chuyển nghề, đã chuyển nghề nên bây giờ khi mà du lịch quay trở lại thì họ đang quen với cái nếp công việc cũ họ cũng không quay lại du lịch nữa và bộ phận người làm du lịch bây giờ gần như là tái cơ cấu lại là những cái người mới, lại là một bắt đầu mới và cũng cách tiếp cận hết sức là mới để vừa làm vừa dò xem là cái nhu cầu của khách năm nay như thế nào. và cùng với cái sự phục hồi kinh tế thì du lịch cũng thực chưa thực sự là phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên so với những cái năm ngủ vừa qua thì cũng đã có những cái bước đi đầu tiên và tương đối là thành công rồi ạ. Vâng, rõ ràng là những cái tín hiệu khởi sắc khi mà những cái khó khăn đã qua đi sau đại dịch thì đã giúp cho uh, cái ngành du lịch của chúng ta thì đang phục hồi một cách rất là nhanh chóng. Uh, hình ảnh du lịch của Việt Nam thì đã được cải thiện như thế nào trong năm 2023 vừa qua và cái việc mà chị vừa đề cập với cái việc mà tái cấu trúc lại uh, du lịch thì có cái điều gì tốt và chưa tốt trong thời gian vừa qua? Uh, du lịch năm nay thì uh hiện tại là cũng có rất là nhiều nhiều cái sự thay đổi có những cái chính sách mới mà có những cái cơ chế mới thì mình uh, du lịch ở đây thì phải kể đến là du lịch trong nước du lịch đón khách quốc tế và du lịch là ao bao đấy là đưa khách của việt nam đi nước ngoài thì uh, cái này nó cũng phụ thuộc vào chính sách du lịch của từng đất nước từng giai đoạn và từng thời kỳ để mà uh, khách hàng có thể tiếp cận tuy nhiên thì uh, với thị trường việt nam nói riêng thì chúng tôi cũng có thấy rằng là uh, bắt đầu cứ có những cái thay đổi dần 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 để dần dần làm sao mình vừa uh, cho khách hàng của trong nước của mình được trải nghiệm du lịch của mình uh, và song song với bên đó là mình có những cái cơ chế mở cửa để đưa khách du lịch vào uh, và từng bước từng bước từng bước là làm mới lại một cách uh, chậm nhưng mà rất là chắc của cái du lịch Việt Nam và đặc biệt là Việt Nam có một lợi thế rất là lớn đó là du lịch biển. Ừ, vâng, à. thì năm nay là cái năm mà à, chúng ta đã sát sao với cái mà chúng ta có sẵn và dần dần phát triển lên để mà có có một cái cái sự à, tươi mới hơn và cũng là bền vững trong cái thị trường du lịch của chúng ta. Vâng, vậy thì cái cán cân những cái cân đối trong cái vấn đề về các cái tour du lịch trong nước và à, tức là nội địa hay là nước ngoài hay ao bao phát triển mạnh mẽ hơn thì không biết là với cái cơ cấu phân bổ như thế này thì có thể giải thích hơn về bức tranh của kinh tế Việt Nam đang có cái xu hướng như thế nào không? À hiện tại thì xu hướng của chúng ta đang là như hai như hai năm nghỉ dịch ấy. thì cái xu hướng mà du lịch nội địa là à, khách hàng của chúng ta là ưu tiên hơn bởi vì tại thời điểm đó thì cũng không đi được nước ngoài khách hàng nước ngoài cũng không thể tiếp cận được nên hai năm vừa qua thì lại là hai năm mà du lịch ở trong nước khách hàng trong nước hay gọi là khách nội địa đi trải nghiệm du lịch của việt nam lại khá là nhiều và trong hai cái năm đó thì vì đã được trải nghiệm du lịch của việt nam rất là nhiều rồi cho nên năm nay cái xu hướng mà mở rộng những cái sản phẩm du lịch nước ngoài thì lại bắt đầu có xu hướng tăng mạnh mẽ vào cái năm 2023 này. Ngoài ra do chính sách mở cửa của visa nữa nên là khách nước ngoài cũng bắt đầu tiếp cận vào nước ta nhiều hơn, nhiều hơn rất là nhiều. So với hai năm vừa qua thì bắt đầu là các cái tour đi nước ngoài thay đổi từ đón khách inbound là từ tháng 3 thì sẽ là đón khách Trung Quốc rồi đầu tiên là đón khách Hàn và khách Ấn tiếp theo là khách Trung và khách châu Âu bây giờ cái thị trường du lịch của chúng ta đặc biệt là những vùng biển như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc thì đã rất là sầm khách nước ngoài rồi và thị trường khách của của chúng chúng ta từ Việt Nam đi nước ngoài thì cũng bắt đầu đã sôi động hơn rồi ạ. Vâng. vâng. À, vậy thì có một cái câu chuyện à, mà được rất nhiều người nhắc đến cũng như là chuyên gia nhìn nhận đó là cái nhiều điểm đến của du lịch của Việt Nam thì vẫn được cho là đắt đỏ hơn so với các cái nước trong khu vực dạ. thậm chí là à, nhiều người Việt lại chọn à, du lịch à, tức là ao bao ấy, ngày càng vâng. nhiều hơn. À, ngoài cái câu chuyện về chi phí thì không biết là chúng ta còn một nguyên nhân nào khác xuất phát ở góc độ của người làm du lịch hay là của chính à, những người mà quản lý vấn đề du lịch hay không? Ừ, trước tiên thì tôi nghĩ rằng là vấn đề chi phí nó là một vấn đề rất là quan trọng vâng chi phí rất là quan trọng thế thì bản thân việt nam là rất là đẹp tuy nhiên ý, các cái sản phẩm của du lịch nước ngoài họ đưa ra cũng rất là hấp dẫn ví dụ như là thị trường trung này ừ. sinh này đài loan này trung quốc này hoặc là hàn quốc dạ. thì họ đưa ra những cái gói sản phẩm kết hợp mua sắm tham quan kết hợp mua sắm đó, thế thì những cái sản phẩm này à, nó nhận được cái sự trợ sự trợ giá của tổng cục du lịch của các cái địa phương đó rất là nhiều, nên là khi mình vào nước của họ, mình trải nghiệm tham quan kết hợp với mua sắm, thì tự nhiên cái chi phí họ được hỗ trợ và nó nó rất là rẻ về mặt giá. đấy là thứ nhất, thứ hai nữa là, là tâm lý, tâm lý của khách của 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 Việt Nam của chúng ta là à, cũng mong muốn được trải nghiệm. nên là mỗi một vùng đất nó sẽ có những cái mới lạ khác nhau và với một cái mức phí mà nó tương đương, thì đôi khi khi khách cảm thấy là đi nước ngoài để trải nghiệm về văn hóa này rồi về cảnh quan này rồi về uh, văn lịch sử này thì uh, khách hàng cũng rất là thích và chưa kể rằng là uh, có một số những cái đất nước ở trong khối của chúng ta thì họ làm marketing cực kỳ là tốt vâng. và, và họ gần như là uh, sống nhờ vào du lịch ví dụ như thái lan chẳng hạn vâng, đó nên là thành ra là cái việc mà họ Quảng Bá đã tốt rồi, họ làm du lịch lại rất là tốt từ khâu chuẩn bị đón khách cho đến việc là à, um, Sắp xếp làm là cho nó thật là tốt để mà khách lại lan tỏa với nhau vâng. và lại quay lại Thái Lan nhiều lần nữa. Vâng. Thì tôi thấy là à, các nước bạn có rất là nhiều nước họ làm rất là tốt. Vâng có cũng có rất nhiều những cái phản hồi nhưng mà chúng tôi biết được là hoặc là những người bạn của chúng tôi khi mà đi uh, hay là bạn của của chị linh thì khi mà đi trao đổi thì rõ ràng là người ta cũng hay có những cái sự so sánh về cái vấn đề là khi mà đi các cái nước quốc gia trong vực đông nam á như là thái lan hay là malaysia và thậm chí là cảm thấy là còn rẻ hơn là đi du lịch việt nam vâng. ngay những cái vấn đề về chi phí đi lại hoặc là về máy bay hoặc là cái, cái, cái vấn đề về lưu trú nữa uh, thì cái câu chuyện được đặt ra là À, nó cũng khiến cho chúng ta cần phải nhìn nhận một cách khách quan rằng thì du lịch của nước ta cần phải thay đổi một cách mạnh mẽ hơn nữa và tích cực như thế nào để có thể phát triển bền vững hơn trong năm 2024 à, và thu hút hơn hơn nhiều hơn nữa về cái lượng khách cũng như là cái doanh thu của, của cái ngành nghề vốn đang được kỳ vọng rất là phục hồi mạnh mẽ từ năm 2023 này tôi chị à, tôi thì tôi nghĩ là mỗi đất nước sẽ có những cái chính sách khác nhau để đưa khách đến với đất nước mình và cũng lựa chọn những cái phân khúc khách hàng khác nhau đưa ra những khói dịch vụ và sản phẩm khác nhau để đưa vào những cái đối tượng cũng rất là khác nhau. Ví dụ như là tôi nói là vì sao mà đi nước ngoài lại rẻ? Bởi vì họ có các cái sản phẩm là du lịch kết hợp mua sắm. Thật ra đây là sản phẩm của họ tung ra và họ đánh vào những cái thị trường khách hàng cụ thể luôn. Đấy, vậy thì Việt Nam của mình tôi cũng nghĩ rằng là cũng có những cái chính sách du lịch rất là cụ thể và cũng đưa đến những cái đối tượng rất là cụ thể. Ví dụ với phân khúc khách hàng thì họ lựa chọn cái gói dịch vụ nó phù hợp với họ quan trọng nhất ấy vẫn là phù hợp và uh, với những cái thị trường khách khác nhau như hiện tại tôi thấy là thái lan này à malaysia này hoặc là ấn độ này họ là một cái phân khúc khách hàng họ là một cái tệp khách hàng khác rồi cao hơn có thể là khách hàn quốc khách nhật bản họ đến việt nam vì những cái điều khác và họ lựa chọn những cái gói dịch vụ mà phù hợp với cái chi phí của họ thế thì làm sao để du lịch việt nam có thể phát triển được bền vững thì tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thêm những cái chính sách mở cửa mở cửa với khách nước ngoài hoặc là những cái sự quảng bá đến quốc tế nhiều hơn về đất nước của chúng ta nếu như nói về cảnh quan tôi cũng đi khá là nhiều nơi thì tôi thấy là việt nam của chúng ta là ăn ngon ăn rất là ngon ở thì rất là đẹp chi phí là rẻ phải nói là rẻ nếu như giả sử nhé không có những cái tour mà à, kết hợp mua sắm thì để chi phí đi một tour hàn quốc ừ. hoặc là singapore hoặc là trung quốc nó sẽ không phải là 15 16 hay 17 triệu như hiện tại đâu mà nó sẽ phải là gấp đôi như thế. Đó, nên nếu nói rằng là du lịch của Việt Nam chúng ta là chi phí là cao hơn so với nước ngoài là không đúng, chỉ là các cái gói sản phẩm đưa ra và tiếp cận với những cái đối tượng khách hàng khác nhau. Để mình tiếp cận thì hiện tại là cái cái cái, cái tour mà kết hợp mua sắm đó nó đang khá là đại trà. Còn nếu như mà mình đi trải nghiệm thực sự, nghỉ dưỡng thật sự như là khách nước ngoài người ta đến với chúng ta ấy thì là cao đấy ạ, không vâng. không và không hề rẻ như là mọi người nghĩ là vâng. đi nước ngoài mà lại để, uh, rẻ hơn cả Việt Nam đâu. Việt Nam vâng. thật sự là uh, nếu như theo tiêu chí của khách chúng ta thì tôi vẫn thấy là đáp một ứng tiêu chí ngon đúng bổ đúng. rẻ đấy ạ. Rõ vâng. ràng là như vậy và chúng ta cũng kỳ vọng rất là nhiều và những năm tới thì cái du lịch của chúng ta sẽ bùng đủ hơn nữa vâng. và sẽ cung cấp rất là nhiều những gói đa dạng hơn nữa để phục hồi ngành du lịch một cách bền vững. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn chuyên gia Nguyễn Dự Linh đã cùng đồng hành với chương trình em này vâng cảm ơn anh cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và tôi hy vọng rằng là du lịch của chúng ta không những có thể mở rộng ở trong nước để chính người dân của chúng ta được trải nghiệm du lịch nhiều hơn mà khách du khách quốc tế cũng đến và biết đến Việt Nam như là một đất nước rất là xinh đẹp và lan tỏa để ngày càng có nhiều du khách hơn nữa đến với Việt Nam ạ vâng và xin chúng tôi anh. cũng rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn trong chương trình chào buổi tối ngày hôm nay xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại